Ineco Station Pro nhé. Con này thì nó có full chức năng tự động cấp nước sạch, xả nước bẩn, tự động sục rửa bình nước, tự động sục rửa bình nước bẩn và sấy khô toàn bộ chuỗi, bao gồm có màng lọc, con lăn và bình nước. Đây cái đốc nhé, thì nó sẽ có một phần sấy kín, kín bởi khi nóng nhé. Đây ở đây là nó có các cái khe này, đây các cái khe là khi nóng này. Đây phía sau thì nó sẽ có đường cấp nước này. Đường cấp nước này thì mình sẽ lắp dây, mình sẽ lắp dây cấp nước sạch. Đây dây cấp nước sạch này, mình sẽ lắp vào đây, lắp vào đây như này. Phía bên dưới thì nó có đường thoát nước, tùy cái đường ống thoát của mình nó ở bên nào thì mình sẽ lắp bên này được, bên trái phải được. Đây phần cây lau nhà nhé, này thì cũng giống như con khác thôi, nó cũng có bình nước sạch và bình nước bẩn, nhưng mà bình nước sạch của nó sẽ nằm ở đằng trước này. Đây là bình nước sạch này, đây cái này nước bẩn này. Còn màng lọc này thì mình rửa được bằng nước, thì mình chỉ rửa bình thường để lấy khô. Đây ở bên dưới thì nó có lan tràn tiền này, con lan tràn tiền hai bên thì nó có bánh xe chặn được điện, bánh xe chặn được điện luôn, di chuyển nó nhẹ nhàng hơn. Đây là màn hình nhé, màn hình này thì con này nó sẽ có 3 chế độ. Đây con này nó có 3 chế độ nhé. Đây là chế độ auto này, lúc này là chuyển chế độ nhé. Mình bấm đây, đây chế độ diệt khuẩn, nó sẽ điện phân, điện phân nước sạch, chế độ hút nước riêng. Có thể dùng nước riêng một cái nồi bánh luôn. Cái bình để đông này thì mình sẽ bấm cái nút tự giặt, thì cái chu trình của nó sẽ tự động cấp nước này, tự động cấp nước lên bình nước sạch này, tự động sục rửa này, bình nước bẩn này, và giặt con lăn luôn. Giặt con lăn thì nước nó sẽ xả, nó sẽ hút hút qua cái bình nước này, nó sẽ xả ra phía sau này.